Cân điện tử Gia Phát xin chào anh chị ạ. Video này chúng ta sẽ dành thời gian nói về cân điện tử cân Yến anh chị nha. Và Yến là giá trị rất là cao, một lạng tới 3 triệu mấy đúng không anh chị? Cho nên là chúng ta bỏ đi cái quan điểm là mua cân giá rẻ vài chục nghìn để cân Yến nha. Nó chỉ phù hợp với cân thực phẩm, cân làm bánh gia đình cho vui thôi. Còn với Yến giá trị rất cao thì chúng ta nên đầu tư một cái cân nào đó có độ chính xác, sự chuẩn xác á. Nó lâu dài theo thời gian, nghĩa là mình mua một cái cân năm này thì năm sau nữa mình vẫn yên tâm mình cân Yến, nó vẫn chuẩn xác như nhau anh chị ha. Rồi thì trong video này sẽ giới thiệu cho anh chị một vài cái dòng cân điện tử Tanita của Nhật để cân Yến tổ, cân Yến lạng và một số dòng cân phân tích của Yadaver, thì nó sẽ cân được cân Yến thô. Ví dụ như anh chị muốn cân 1 ký Yến, 2 ký Yến, 3 ký Yến, 5, 6 ký Yến á, thì mình sẽ quan tâm đến cái cân điện tử 3 ký, 6 ký mà ở phần cuối video clip này anh chị ha. Đầu tiên chúng ta nhắc đến cân điện tử cân Yến tổ đi ha. 1 ký Tanita KD187, cân này thì có độ chính xác là 1 gram và mức cân tối đa là 1 ký. Nó nhỏ nhỏ như vậy thôi. Nếu anh chị mà cân để cân định lượng Yến tổ mà mình lượm lông á thì mình có thể quan tâm đến dòng cân này, hoặc là bền hơn nữa thì mình lại quan tâm đến KD160 vì nó có sẵn cái tô cho mình đi kèm như thế này nè, thì mình cân cũng được thôi. Nó mặc dù cái cân được tối đa là 2 ký, nhưng mà nếu mình bỏ đầy Yến vào cái tô đi kèm thì mình cân chỉ được vài lạng thôi anh chị nha. Có một số anh chị sẽ quan tâm đến một cái cân nhỏ nhỏ như vậy nè, nhưng mà độ chính xác nó phải là 0.1 gram mới chịu, thì chúng ta sẽ quan tâm đến cân Tanita KD321, mức cân tối đa tới 3 ký và độ chính xác tới 0.1 gram ở cái mức 3 lạng đầu. Nghĩa là nếu mà anh chị cân từ 0 đến 3 lạng thì cái độ chính xác nó tới 0.1 lạng, 0.1 gram lận, cho nên là mình yên tâm mình cân Yến ở độ chi tiết cao. Còn nếu như mà anh chị mà mua một cái dòng cân điện tử mà cân Yến thô, cân Yến ký, thì chúng ta phải cần một cái đĩa cân nó đủ lớn. Ví dụ như là cân Yadaver ZPKW, nó có tới 4 mức cân tối đa như là 3 ký, 6 ký, 15 ký hay 30 ký cũng bằng giá tiền nhau. Cho nên thông thường thì anh chị mua cân Yến thì anh chị sẽ quan tâm đến cân 6 ký hoặc 15 ký. Và bền hơn nữa thì lại anh chị sẽ quan tâm tới cái cân là ZPKL, cũng có 3 ký, 6 ký, 15 ký, 30 ký cũng bằng giá tiền nhau anh chị ha. Và cái đĩa cân ở đây nó có là chiều ngang đó là 228, chiều dài nó là 294 mm. Nó rộng lắm, nó rộng như tờ giấy A4 vậy đó. Cho nên là mình để một cái khay, một cái mâm, một cái thùng xốp để lên để mình chứa Yến cân thì nó rất là thuận lợi để mình cân Yến thô và cân Yến ký. Như vậy là qua video này là mình có một cái nhìn tổng quan hơn về cân điện tử đó, cân Yến rồi chị ha. Nếu mà anh chị muốn cân Yến tổ, cân Yến lạng thì mình quan tâm đến KD187, KD160 hay là KD321. Còn nếu như mình mua cân Yến ký thì mình sẽ quan tâm đến cân Yadaver ZPKW hoặc là Yadaver ZPKL anh chị nha. Và cần thêm nhiều thông tin hơn về dòng cân điện tử cân Yến thì anh chị cứ gọi nhanh đến số hotline hiển thị màn hình, đó là 0909 89 833, thì kênh Tử Gia Phát sẽ tư vấn nhiều dòng cân hơn và báo giá tốt nhất và giao cân nhanh nhất đến anh chị ạ. Xin cảm ơn ạ.